Chào anh em nhé. Hôm nay câu lạc bộ chúng ta tiếp tục trao đổi về rễ và cành. Thứ nhất tôi sẽ trình bày về các kiểu rễ của... Ở đây tôi nói về Tây Thế Cổ nhé. Thì như chúng ta biết rồi, rễ là một ẩn ý của các cụ xưa, là muốn ẩn dụ là tổ tiên, cội nguồn gốc rễ. Cho nên rễ cây cần phải nổi, u cục nổi lên và to lớn, cũng giống như là tổ tiên chúng ta phải có nền móng, giống như cái nhà nó phải có móng được vững vàng chắc. Thì bây giờ tôi sẽ chưa ra có bốn loại rễ nhá, bốn kiểu rễ. Hôm nay chúng ta giao lưu cho nên rượu uống khá nhiều. Thì thứ nhất là các kiểu rễ. Thứ nhất như chúng ta biết là rễ hình hoa thị. Thì tôi có thể vẽ qua. Ví dụ đây là một cái gốc cây. Thì rễ hình hoa thị là gì? Nó xòe đều, đều ra các hướng. Như anh em bây giờ, nhất là Việt Nam người ta gọi là hình 24 giờ. Đây là người ta gọi là kiểu rễ hình hoa thị, hoặc mình gọi là 24 giờ. Cứ như thế nó phân đều ra. Đây, một là rễ hình hoa thị. Thứ hai, chúng ta sang một kiểu rễ giống như hình hoa thị, nhưng mà tôi nói về cách làm rễ hình hoa thị luôn nhá. Như chúng ta biết rồi, cây cảnh nếu chúng ta dâm bằng hạt hoặc là bằng chiết thì chúng ta dâm vào cái chậu ni lông chúng ta mua tạm trồng nhựa ấy, chúng ta dâm khoảng nửa năm đến một năm, khi nó mọc thì chúng ta bắt đầu bỏ ra và rũ sạch rễ và chúng ta xếp. Anh em trong miền Nam người ta xếp rễ thì có nhiều cách, những chỗ nào mà thiếu thì người ta ghép rễ, hoặc là xếp thì người ta dùng bằng cách là nhiều người nó đan rất là cẩn thận, thậm chí là ở dưới là nó dùng bằng xốp hoặc là bằng bùn và xếp rễ đều ra các hướng nhá. Dù người ta dùng có thể chúng ta dùng cái đồ dây nhôm ấy, dây đồng, chúng ta uốn thành cái ghim, chúng ta ghim vào, hoặc là dùng tre chúng ta ghim để đều ra các hướng. Đây gọi là rễ hình hoa thị. Thứ hai là rễ hình phân nhánh. Rễ phân nhánh thì nó cũng giống như rễ hình hoa thị, tuy nhiên người ta phân nhánh ra. Rễ hình phân nhánh thì nó tương tự như rễ hình hoa thị thôi, nhưng người ta làm, người ta cắt đi. Đây là rễ hình phân nhánh nhá. Thì người ta làm tương tự như rễ hình chân nơm, tuy nhiên khi ta đánh lên người ta sẽ cắt rễ. Ví dụ bây giờ chúng ta cắt rễ này thôi, đừng để nó rễ nó dài ra. Khi rễ hình chân nơm này thì người ta tách tiếp ra nhá, tức là người ta cắt rễ vừa nhú ra, người ta cắt rễ để cho nó tách ra nhiều lần, có thể tách ra 2 hoặc 3 gì. Đấy. Tức là đây là rễ hình phân nhánh nhá. Nó phân có thể là tùy mình, có thể phân cấp 2, cấp 3, cấp 4 làm sao cho nó đầy thì thôi. Còn cách làm rễ thì chúng ta biết rồi. Chúng ta phải cắt những rễ cọc, cắt những rễ dưới để chỉ để rễ tầm trên để cho nó mọc ra. Ví dụ chúng ta làm cái chậu nó to đến đây chẳng hạn. Thì khi nó phân nhánh đến đây thì mới cho nó bám xuống, người ta ví cắt cái rễ nó xòe đều ra các hướng như chân đại bàng, như con hổ nó bắt khum xuống đất để nó làm cho cây nó được vững chắc. Thì rễ hình phân nhánh và rễ hình chân nơm, rễ hình phân nhánh và rễ hình hoa thị này nó đều phù hợp cho những dòng cây giáng trực, giáng trực. Tiếp theo là rễ hình chân nơm.
Dễ hình chân nơm thì chúng ta tưởng tượng như là dễ hình hoa thị và phân nhánh thôi. Tuy nhiên ưu điểm người ta làm là làm cao. Cách làm dễ hình phân chân nơm thì chúng ta cũng dâm cành chết hoặc là cành có hạt khoảng độ nửa năm đến một năm. Rồi chúng ta bỏ ra, nhưng chú ý chúng ta để dễ dài nhá. Dễ hình chân nơm chúng ta để dễ dài. Thì dễ hình chân nơm bây giờ nó giống như phân nhánh hoặc là hoa thị thôi như tôi vẽ. Ví dụ như là dễ như này. Đấy, nó bằng bằng xuống nhá, bằng sát cao hơn. Đấy. Được đấy. Cái đấy nó bằng cao hơn. Đây là dễ hình chân nơm, tức là nó cao hơn. Cái dễ hình chân nơm này nó phù hợp cho cây gọi là cây văn nhân, dáng mảnh khảnh. Tiếp theo là dễ hình, đây là 3, xin lỗi. Tiếp theo là dễ hình, người ta gọi là dễ lệch hướng. Thì dễ lệch hướng chính là cái dễ nó bị lệch một bên thôi. Dễ lệch hướng này thì phù hợp với những cây lệch, ví dụ cây siêu, cây hoành hoặc là cây huyền. Và cách làm dễ thì chúng ta sẽ làm các video anh em miền Nam họ chia sẻ rất là hay. Còn dễ hình chân nơm hoặc là một số dễ nữa mà chúng ta trồng vào cái chậu mà trồng sâu, chúng ta có thể dùng ống nhựa hoặc là một số tôn, cái tấm blue, cái tấm gì đấy, hoặc là tấm hot ép, chúng ta làm cho thật cao vào. Ngày sau chúng ta có thể cho vào chèn đá một số cây như cây hoành huyền chẳng hạn, là cây huyền đấy. Đây là các kiểu dễ nhá, có 4 kiểu dễ. Ngoài ra khi làm dễ những dòng cây, ví dụ đa, si, đè, túc hoặc là xanh, người ta còn có 2 kiểu dễ nữa, tức là dễ thành thân phụ và dễ buông phủ. Dễ thành thân phụ chúng ta biết rồi, một cái dễ nó bao phủ một xung quanh, mọc dần nó bọc kín cái cây gì nhỉ? Đây là chân nơm. Đây là hoa thị. Hoa thị để tách đều, còn đây là phân nhánh đó. Khi mình mọc ra rồi mình cắt để cho nó phân nhánh ra. Chúng ta mà chú ý đi một số thành phố lớn, chúng ta nhìn một số cây bàng, cây phượng, những cây mà công trình ấy, những cây đường. Cây gì nhỉ? Cây thậm chí rất nhỏ thôi, nhưng mà trồng lâu nó bị ở dưới nó vướng cái gì đó, thậm chí là xây cái chậu lại nó chèn kín hết cả cái chậu. Đây các kiểu dễ như vậy. Còn dễ biến thành thân phụ đó là ví dụ cái xanh, si, đè hoặc là cái túc nhá. Dễ biến thành phụ, cái dễ nó mọc xuống rồi lâu ngày nó bao phủ thân, thậm chí cái thân chính của nó bị lũa đi và chết đi, và thân phụ bao bống xung quanh, dễ biến thành phụ. Đây người ta gọi là dễ biến thành thân phụ. Còn loại dễ chỉ buông rủ thôi, tức là nó mọc nhưng nó không buông hết. Đây là các kiểu dễ. Bây giờ sang các kiểu cành nhá. Thì bây giờ chúng ta sang các kiểu cành nhá. Thì tôi chỉ nói một số cành đơn giản thôi. Ví dụ như là cành nước điểm dương nhá. Nếu như mà cành nó ngóc ngóc lên này tự nhiên, người ta gọi là cành vổng nhá. Cành vổng. Bây giờ cành chúng ta để mà nó ngang ra, người ta gọi là cành vươn. Còn nếu cành vươn mà thật dài, dài ra, người ta gọi là cành vươn xa. Tức là vươn rất là xa, thậm chí có thể bằng chiều cao từ gốc đến ngọn. Đây là kiểu cành. Còn kiểu cành tiếp theo là cành như này, nhưng mà nó hơi chúc xuống, bắt đầu nó mới ngang ra, người ta gọi là cành xà. Còn một kiểu cành nữa, nó cũng giống như là kiểu cành xà này, nhưng mà nó xà thấp xuống, người ta gọi là cành buông hoặc là cành chiếu thủy. Chiếu thủy tức là soi bóng nước xuống thấp xuống. Cái dáng cành buông này thì chúng ta có thể làm một số cây cao hoặc là cây siêu. Để chúng ta, ví dụ chúng ta làm một cây siêu như này,
có một cành vuông ở xuống này đấy. Ở dưới là trên này bệ đá là bệ đất, dưới là chậu là chiếu nước, tức là bành cành nhà chiếu thủy nhá. Đây là các kiểu cành. Đây là đây nhá. Đây gọi là cành xà. Còn đây là cành vuông. Cành vuông tức là nó chúc xuống. Cành xà chỉ là cái đầu tuyết điểm xuất phát, nó hơi chúc xuống rồi nó trở lại ngang. Cành buông là buông hẳn xuống. Đây gọi là cành buông. Cành bổng là bổng lên trên. Cành vươn là cành ngang, nó vươn ra bình thường. Còn mà cành vươn nó rất là dài ra, người ta gọi là vươn xa. Và là cành phóng. Như tí tôi sẽ nói về cành phóng và cành vươn xa. Còn cành hơi, cái đầu cành, cái điểm xuất phát nó hơi chúc xuống một chút, người ta gọi là cành xà. Như chúc xuống sâu, sâu, thậm chí gần sát mặt đất thì người ta gọi là cành buông, hoặc là như một số người ta gọi là cành chiếu thủy. Vậy là tôi đã nói xong các kiểu gốc, rễ. Rễ thì có 4-5 kiểu nhá. Thứ nhất là hoa thị là đều các hướng. Anh em miền Nam hoặc là một số anh em bây giờ hiện đại người ta gọi là 24 giờ. Đều các hướng. Rễ này nó phù hợp cho một số cây dáng trực. Thứ hai, phân nhánh thì là khi mọc ra người ta cắt đi để cho nó tách ra các nhánh khác nhau, cũng phù hợp dáng trực. Còn một số mà rễ nó không đều, chúng ta phải đan cài hoặc là chúng ta ghép rễ. Một số rễ to quá chúng ta có thể chẻ đôi ra. Ngoài ra khi cách làm rễ chúng ta có thể chẻ gốc, chúng ta lấy dao chúng ta gạch gốc ra. Còn một số trường hợp mà cây nó bị hóp gốc, chúng ta có thể dùng máy cưa cắt, chúng ta cắt vào gốc thì nó đục, chúng ta chêm đá chêm gạch vào để cho nó rộng ra, để nó rộng ra. Trung ơi, mấy người ta cười đấy, người ta bảo hết của chú đấy, người ta cười đấy, chú đang lên không đùa đâu, ấy thì không lấy uống rượu say cho về đi, cú đèo về đi. Tôi không lấy đâu, đây là cả một tổ chức, không phải riêng cá nhân đâu, cú đèo về đi. Chú nói là vào đây cả tên của chung ở đây đấy. Thế nhá, còn rất nhiều cách dễ, các loại làm dễ khác nhau. Tuy nhiên chúng ta trao đổi sau nhé. Hôm nay chúng ta tôi chỉ trao đổi cơ bản thôi. Các kiểu cành thì nó chúc lên, nâng ngẩng lên thì người ta gọi là cành bổng. Cành ngang thì người ta gọi là cành vươn. Nhưng nếu vươn thật dài ra, người ta gọi là cành phóng hoặc là vươn xa. Hơi hạ xuống một chút mới đẩy ra, người ta gọi là cành xà. Mà vươn đưa hẳn xuống thật là sâu, người ta gọi là cành xà hoặc là cành buông. Đấy, bây giờ ví dụ tôi vẽ kiểu mà cành phóng nhá. Tôi ví dụ như đây là một cây giác hoành. Đây là cây giác hoành nhá. Vậy cây giác hoành chúng ta để cái cành thứ nhất, tôi ví dụ ở đây, người ta để ở đây đi. Cái dài về đằng sau để nó tạo chiều sâu. Thứ nhất là bên này nó tạo chiều sâu và nó đỡ cho che nắng cho cái phần này. Thì cái cành dài như này hoặc là ở trên ngọn, ở trên phần cành cái bạn được. Nó dài từ bằng gốc đến ngọn, người ta gọi là cành phóng. Phóng là gì? Nó quay trở lại gốc để nó tạo sự cân bằng cho cây nó không bị hẫng. Tức là cành nó nghĩa chúng nó mà vươn ra ngoài thì nó phải phóng lại gốc. Tức là người ta gọi hồi đầu đấy, thì người ta gọi là cành gì nhỉ? Cành phóng. Còn cành vươn thì là khác. Cũng là cây rắn rắn siêu, nhưng người ta có thể làm vươn xa. Ví dụ như sau. Ví dụ cây một cây người ta làm được một cành này, người ta gọi là cành vươn, vươn xa. Đấy, có thể nó cao ngang với gì nhỉ? Cành, tức là nó nghịch, đối nghịch so với cái gốc thì người ta gọi là vươn gì nhỉ? Vươn xa. Khi nó quay trở lại gốc thì người ta gọi là cành phóng. Và khi nó theo chiều của cây thì người ta gọi là cành vươn xa. Vươn xa. Cành vươn, cành phóng thì chiều dài của nó ngang tầm với cái thân cây của từ ngọn đến gì? Gốc. Nó đều tạo sự sắc nét, tạo sự nghệ thuật cao nào đó của cây cảnh. Đấy, người ta cành vươn. Thì hôm nọ anh em có chia sẻ, anh em chúng ta trao đổi, chúng ta làm cây thì tôi thấy một số tỷ lệ điểm cong, điểm cờ, điểm quạt, quạt một số anh em làm nó hơi dày dạc. Thì hôm nay tôi sẽ nói về tỷ lệ dáng cây nhá. Hôm nay thêm một chút về tỷ lệ dáng cây. Thì hôm nay tôi chỉ nói về bonsai nhá, không nói về cây thế nữa, bởi vì bonsai nó chung chung.
về dáng cây, à về tỷ lệ các kiểu cây nhá. Thì tỷ lệ cây thì nó có những tỷ lệ như sau. Bà Trung ơi đừng nói nữa Trung ơi. Để người khác nghe. Học sinh chú đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Góp đi chứ sao. Tôi nói bonsai nhá. Thì trong tỷ lệ bonsai thì chúng ta chú ý mấy cái tỷ lệ này. 1-6, 1-7 này, 2-3. Tất cả cái gì nó 2-3 hoặc là 4-6. Thì hôm nay tôi vẽ luôn nhá. Biết bây giờ vẽ đây, cái này làm ví dụ đi. Để làm một cái trục. Thôi tôi lấy đây là 6 nhá. 6 này. 5. 4. 3. 2. 1 và 0. Thứ nhất. Khi làm một cái cây có hai cái tỷ lệ gốc và chiều cao của thân thì có hai cách. Thứ nhất là gốc bằng 1/6 bằng 1/7 thì tôi chia là 1/6 nhá. Gốc so với chiều cao toàn thân thì cái bộ cái gì nhỉ, cái mà mình gọi cái khoanh ấy, khoảnh ấy, cái đường kính gốc thì nó bằng 1/6 chiều cao. Thì tôi lấy từ đây điểm này thì 1/6 từ đây cái bảng này nó có 2 phân, chính là gốc bằng 2 gì, 2 phân. Nhưng mình lấy cái vẻ gốc to một tí đây, phải gốc 2 phân nhá. Thì cái cành đầu tiên nó sẽ nằm ở 1/3 của cái cảnh đây, 1/3 chính là cái bảng này nó ưu điểm như này. Cái cành đầu tiên nó nằm ở 1 phần gì nhỉ, 1/3 nhá. Đây chính là cành đầu tiên 1/3. Cành đầu tiên nằm ở 1/3. Từ đây nhá. Tôi vẽ sơ lược qua chúng ta cùng nhau anh em quan sát. Ở đây, bên này. Từ góc bên đây đúng không? 1/3 này. Một, hai, đây. Đây. Tôi vẫn bị đây một phần bốn à, đây là nhầm. Thứ nhất, cành đầu tiên nó xuất phát điểm từ 1/ gì nhỉ, 1/3 nhá, cành một ở đây nhá. Cành thứ hai có thể là ở mặt sau, chúng ta làm cành phông hoặc là mặt bên trái thì cũng tương tự như vậy, chúng ta lại tiếp tục cắt ở đây ra 1/3 tiếp, 1/3. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thế nó khoảng như này đi. Đây 1/3 nhá. Vậy cành hai nó sẽ nằm ở vị trí này. Và tương tự như vậy, lên thế, lại cành tiếp theo của 1/3 cành này. Và cuối cùng như thế cho đến hết. 1/3 nó sẽ ở vị trí này. Và cuối cùng là 1/3 của cái này. Và cành cuối cùng ở đây. Bây giờ tôi vẽ nhá. Đây, cành thứ nhất ở 1/3 của chiều cao của tổng thể của cây. Tiếp theo cành thứ hai. Nó ở đây. Thì nó cũng nằm ở 1/3 bên này. Và tiếp theo cành thứ tư. Thì nó ở đây. Cành thứ ba. Thì nằm ở đây. Thì cành thứ ba nó ở mặt trước và mặt sau. Đây chúng ta vẽ chiều sau ở mặt sau. Và cuối cùng là cành thứ tư ở trên này. Thì cành thứ tư nó mặt trước cho nên chúng ta để nó ở trước. Và cuối cùng là bông ngọn trên này. Đấy. Đấy. Nó ở bông ngọn trên này. Tất nhiên tôi vẽ chỉ mang tính gì nhờ mô phỏng thôi nhá. Thứ nhất, có thể nhiều lúc tỷ lệ nó sai bởi vì nó trục trặc. Đây. Như này nhá. Tiếp theo chúng ta tính cái gì nhỉ? Chiều cái bề dày của chậu
thì cũng bằng chiều rộng của thân. Khi nào đến đây thôi. Chiều rộng à, chiều dày của trọng bằng độ dày của cây, được chưa? Chiều rộng của trọng bằng cây. Tiếp theo, để tán cây từ bên này sang bên này bằng một nửa chiều cao. Ví dụ cái này là 6. 6 cái này. Thử xem nào. 1 2 3. Ôi thiếu rồi. Thì vẽ ra. À bằng một nửa. À bằng một nửa là 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô. 1 2. À cũng được, được 3 đấy. Đấy thầy của em anh. Thôi, cứ tóm lại nhá. Vậy cái bộ tán cây thì nó bằng một nửa. Thế nhá. Đường kính gốc. Bút cho mở. Bằng 1/6 chiều cao của cây. Một đường kính gốc bằng 1/6 chiều cao cây. Thứ hai. Cạnh thứ nhất nằm ở 1/3. Cạnh 1. Cạnh thứ nhất nằm ở 1/3 chiều cao của cây. Tương tự như vậy, cạnh thứ hai thì cũng bằng 1/3 từ dưới cạnh thứ nhất lên cạnh lên ngọn. Và tương tự như vậy cho đến gì? Đến hết. Thứ hai thì tiếp theo, chiều rộng của tán lá. Bằng 1/2 chiều cao. Chiều rộng của tán lá bằng 1/2 chiều cao. Thứ ba, ký tiếp theo. Độ dày trọng. Bằng đường kính gốc. Và cuối cùng, bây giờ chúng ta đến cái trọng. Diện trọng người ta chỉ bằng 2/3 đường kính của lá, chiều dài của lá nhá. Ví dụ như là tán lá từ đây đến đây chia là 3/3, 1, 2, 3 thì đường kính gốc chỉ như này thôi, bằng 2/ gì, 2/3 của đường kính tán. Cho nên cái bonsai nó rất là cầu kỳ, cho nên nó trọng cạn và trọng nông và nó rất là hẹp. Đây là chúng ta đã xong về tỷ lệ của cây gì nhỉ? Về bonsai nhá, bây giờ là cành hả? Thì tôi chuyển sang cành nhá. Cành cũng tương tự như là gốc mà thôi. Cành mà thôi. Tiếp theo về cành thì nó tương tự như là cành thì nó tương tự như là cái trong một cành tương tự như là một cái cây cành cây thôi. Tôi ví dụ như đây là cành. Đấy, đây là cành. Thì chỉ là cành giống hệt như là làm cây. Nó cũng thế, tức là cành thứ nhất cũng nằm ở 1/3 của chiều gì nhỉ? Chiều dài của cành, đúng rồi. Nó cũng là 1/3. Thôi tôi căn ra cho nó chính xác là 3 ô nhé, cho dễ. Ví dụ như là 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Đây nhá. Tôi ví dụ như là một cái cảnh nó dài như này. Đây, vậy cành thứ nhất sẽ nằm ở đây. Và tương tự như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 12. Cành này nằm đây. Tương tự như vậy nhá. Bây giờ ví dụ tôi vẽ một cành đầu tiên. Tất nhiên chúng ta đây nằm ở trên
Trời, chúng ta nhìn xuống nhá. Thứ nhất trên đằng sau này. Đấy, đi được chạy. Không, chân trời nhìn xuống. Bởi vì chúng ta ở mặt trên nhìn gì? Nhìn xuống, đúng không? Ở trên chúng ta nhìn gì? Tức là bây giờ chúng ta nhìn ngang thì chỉ nhiều giống như một cái tán quạt. Đây. Đấy, thế học lý trước thôi, còn kế cây cái nó khác rồi. Đây nha, những người khác. Vậy, cành thứ nhất chúng ta, đây là cái cành đầu tiên, chẳng hạn cái cành gì thế nhá. Vậy, cái nhánh đầu tiên chúng ta để ở 1/3 của chiều dài của cách gì? À đây, nhầm, đây. Nhánh thứ nhất chúng ta để 1/3, tức là nó còn 3 phần. 6 này. 1, đây, đúng rồi, nó có thể lấy cặt. Thì cành đầu tiên chúng ta để ở đây nhá. Cành đầu tiên chúng ta để ở đây. Thì nó 1/3. Và cành đầu tiên thì nó dài như này này.